Mẹ ơi, con mất rồi, thì mẹ sống với ai? Mẹ ơi, con không muốn xa mẹ nữa đâu. Đây là lời của cái cô con gái, con của người phụ nữ tóc bạc trắng này, đang ngồi chờ và chờ ngày đi, và hiện tại đang ngồi cặp lề đường để xin tiền để trị bệnh cho cô con gái. Thì sự việc cô con gái dưới người bà lão tóc bạc trắng đi xin tiền như thế nào, Thanh Trúc mời cô chú theo dõi gõ video sẽ tìm hiểu. Suy nghĩ con thế nào nó cũng bỏ mẹ rồi chứ dễ gì. Thì ông nói mẹ ơi, con chết rồi mẹ ở với ai, biết sao giờ nó hỏi mẹ gì đó thì mồm. Con ơi, nó cũng ôm ngủ mẹ ơi, con chết rồi mẹ ở với ai, biết sao giờ. Rồi chị nói mẹ gì nữa anh chị? Dạ. Được không? Nó ngồi đó bệnh này chứ muộn gì cũng mà chết nữa. Mẹ con chết rồi mẹ ở với ai? Con thấy ngoài ở đây rất là. Dạ thì Thanh Trúc bữa nay đi trên cái đoạn đường ở cả nhà thì thấy một cái bà lão tóc bạc trắng nhưng mà đang có một cái người phụ nữ chùm cái khăn với lại cái bị thì thấy ngồi cặp bên lề đường nè, thì cho nên Thanh Trúc mới ngừng lại và hỏi thăm thử coi sự việc như thế nào ha. Cầm máy ha. Dạ, con xin chào bà. Bà ơi, rồi sao mà bà ngồi đây? Bà đi bệnh viện nuôi con. Con bị ung thư lại cuối á. Rồi giờ không tiền đi xin đừng kiếm tiền đi trị bệnh cho con. Là bà đi xin hả? Đi xin người ta ai cho lấy sao? Cho con gắn cái thiết bị âm thanh nha bà. Chàng ơi. Đi xin á, đặng đi bệnh viện trị bệnh cho con nữa. Con gái bà bị gì bà? Bị ung thư. Ung thư thì cuối luôn. Thì cuối hả? Bà năm nay bao nhiêu tuổi? Bà bảy mấy rồi con. Bảy mấy rồi là phải lo cho con gái gì đó bà. Dạ, ông đó không có ai nuôi chứ sao nuôi, phải đi theo con này. Bỏ bà xưng chôn hai rồi này nè. Trời ơi. Xưng đi không nổi luôn. Là chị ơi. Chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 47 rồi. Sao mà chị khóc ta? Khóc. Đi bệnh. Con đau. Mà mong nói mẹ ơi, con chết rồi mẹ ở với ai? Con nói nó ngủ chơi. Trời ơi. Mấy mấy con mấy tuổi. Là bà là mẹ ruột của mẹ chị. Mẹ ruột. Mẹ con chết rồi mẹ ở với ai? Rồi, hồi đó giờ là mình đi bệnh viện đồ là tiền ở đâu ra mà? Ta cho với con đi biển cái thằng tư tư đi nó gửi về. Trời ơi. Có bữa thì bà đi trên thiện thiện mà xin cô ăn không á. Nè quý vị đồ nè quý vị. Rồi con gái của bà là năm nay nhiêu tuổi rồi bà? 47 tuổi. 47 tuổi. 47 tuổi mà tuổi còn trẻ quá luôn chị. Tức cuộc lớn gan luôn rồi. Nhiều khi bị thời kỳ cuối là cái kêu bằng bệnh gì bà? Bệnh ung thư. Thư thời kỳ cuối. Ung thư dai nè con mổ nè. Lấy gì xương ra luôn á. Ôi ơi trời. Nè con đung đưa. Rồi được rồi bà, được rồi bà, được rồi bà. Cái tay giờ có mặn gì được đâu, con mặn con cá còn được, lung đưa gì nè, có mặn được. Cái bệnh của chị ở đây cả nhà, chung là bệnh hiểm nghèo. Rồi cái bệnh này là nghe nói là chỉ chờ thôi hả ngoại? Ừ, bây giờ. Trời ơi. Con... Bây giờ bác sĩ cho biết là chị cho chị gì chứ, ở trên lầu 2 rồi, bây giờ nó chuyển xuống lầu mềm vậy đó con. Xuống lầu 1, cái lầu 5 mà mình đi trên lầu á, giờ nó là ở dưới á. Bà có suy nghĩ là có khi nào là cái bệnh này là con gái của bà sẽ bỏ bà đi không bà? Bác sĩ cũng cho hay biết vậy rồi mà kêu sao con bà? Nó vô tư đi chứ biết sao giờ con. Cho hay sao bà? Nó nói bà chị là chị vô thuốc gì chứ không hết đâu, cầm khơ cho chị vậy thôi. Bác sĩ nói gõ bà buồn không có khóc biết nhiều nữa. Cái trời bệnh ơi. Viện ta cho cô mà tôi nói thôi con em vô tư đi đừng có khóc gì nữa. Mà nó khóc hoài kêu nó ăn cơm nó cũng không ăn. Tuổi của chị còn rất là trẻ luôn cả nhà, chị mới 47 tuổi thôi. Bà... chị có khi nào mà chị thấy mẹ của chị nè lo cho chị rồi chị tủi thân và chị có mong là sẽ sống hoài để lo cho mẹ và với con không chị? Giái hoài giái sao Phật Âm Bồ Tát độ cho sống với con, tại vì con không ai giữ ai nói chứ, tại vì cái thằng thứ tư nó hiền đó. Cô giờ biết muốn, ai nói gì nó linh tinh muốn kiếm chỗ cho nó ở mà chưa có cái chỗ cho nó ở. Rồi nên... chồng chị đâu? Chồng có gia đình riêng rồi. Là chị chồng bà cho chị thôi chồng đúng không?
có ổng đi mặn trên đó rồi ổng ở với người khác rồi. Vậy là ổng bỏ chị thôi đúng không? Dạ. Lâu gãy về được 500 triệu vậy đó. Là chồng bỏ. Thấy chị bệnh gì bỏ luôn hả? Không có, bỏ lâu rồi. Bỏ chưa bệnh. Bỏ chưa bệnh. Chưa bệnh. Ừ. Giờ bỏ. Có nghe chị bệnh gì không? Nghe. Có, nghe. Nghe rồi. Ổng cũng cho tiền, cho lâu lâu cũng gửi cho 500. Ừ. Rồi ngoại. Rồi ngoại thấy con gái của mình là bị bệnh như gì nè, là phải ngồi ở đây là để xin tiền không ngoại? Xin tiền nó đi đó con ơi. Khổ. Ngoại bảy mấy tuổi cơ nhà? 75 tuổi đó. 75. Mà kẻ tóc bạc phải chuẩn bị tiễn kẻ tóc xanh. Ừ, khổ dữ lắm con ơi. Ngoại có suy nghĩ là mình có một ngày con gái mình sẽ bỏ mình đi không ngoại? Mẹ cũng suy nghĩ gì đó chứ biết sao giờ. Ngoại con suy nghĩ sao ngoại? Suy nghĩ con thế nào nó cũng bỏ mẹ rồi chứ dễ gì. Rồi tôi nói mẹ ơi, con chết rồi mẹ ở với ai, biết trời sao ơi. Giờ nó hỏi mẹ gì đó đúng không? Con ơi, đứa con ôm ngủ mẹ, mẹ ơi, con chết rồi mẹ ở với ai, biết sao giờ. Rồi chị nói mẹ gì nữa anh chị? Dạ. Đúng không? Nó ngồi đó bệnh này sớm muộn gì cũng mẹ chết đó. Mẹ con chết rồi mẹ ở với ai? Con thấy ngoài ở đây nè, ngoài ở đây rất là thương chị. Ơi, bà giờ bà đi không nổi nữa, bà cũng gắng đi nuôi con nữa. Cấp nó mổ con thấy khổ không kìa. Nhiều khi mà ngoại thấy mà con gái của mình đó ngoại. Ừ. Cái cơn đau mà nhức nè. Nhức đau dữ lắm con. Rồi ngoại thấy sao, ngoại thấy sốt. Thấy nó cũng sốt ruột luôn á. Trời ơi. Nó qua vợ con thấy con khóc luôn á. Qua vô ca mổ rồi kìa. Đi xin cơm ăn, con mổ chẳng dám ăn nữa, nhịn lại ăn được. Rồi là ngoại phải lo cho con gái. Lo cho con gái, cái giò bà cho. Trời ơi. Mấy lần này nó sưng luôn á. Bây giờ mà vài bữa nó đi nữa nè. Đi cũng nổi, cũng phải đi vô thuốc nữa đó. Có khi nào con gái mà nó có chăn chối với ngoại không? Rồi mới nói thì hồi nè, nó nói mẹ, con chết rồi mẹ ở với ai? Rồi giờ có ngoại suy nghĩ thì sao? Ở suy nghĩ thì biết con mình vậy rồi, thấy căng ngủi nữa con ơi, mẹ con chết thì mẹ cũng biết làm sao giờ. Ở nên chứ biết sao giờ. Có bà hai đứa con, ba đứa con, thằng trai chết thì còn hai cha con, có hai đứa con gái à. Giờ con gái này cũng bỏ ngoại. Chị hồi đó là mình biết cái căn bệnh của mình nè chị. Rồi bác sĩ mà cho mình biết căn bệnh rồi giấc đó mình như suy nghĩ như thế nào chị? Không có tưởng là chết. Ừ. Nói là bị khối u thôi, nó không có đánh đổi. Cũng mổ. Không có suy nghĩ. Còn biết là mổ lấy xương ra nữa. Thì tới mấy cục xương, mấy cục xương. Mổ rồi. Vậy cái tay nó gì không phải như mình thường mà nó rồi bác luôn sĩ đi. Mới cho biết là bệnh này không có hết. Là gì sẽ cho chết thôi mà không biết lúc nào. Sĩ nói vậy đó. Bây giờ nó chạy hạch vô trong phổi rồi. Rồi. Chạy chỗ khác nè, chỗ mổ nó không chạy. Ừ. Chạy chỗ khác. Bác sĩ nói vợ mọc trong. Trời ơi. Nên là vài bữa đi khai vô thuốc chưa có tiền. Rồi nhắc này là bữa không? Nay là ngoại đi. Tính đi bệnh viện nè. Cái đi bệnh viện chạy thuốc nữa ngoài. Ừ. Vậy không tiền, bà kia luôn. Bà sáng vào ngày hôm qua vậy bà nhức đêm hôm bà ngủ không được, không có tiền có thuốc uống. Bà đi là bà di chuyển hay là bà di chuyển đi hay là bò bà? Đi nổi không? Đi cũng bớt bớt nhất, bà đi đại rồi người ta dẫn lên thang, người ta dẫn nữa. Cái bữa đó cái chú kia nói trời ơi bà đi nổi không, để con dẫn mà lấy đồ chắc thích cho bà lên. Rồi cái nó đưa xuống rồi tôi nhịn. Rồi lắm, giờ bà vợ sinh. Hồi đó giờ bệnh vậy rồi đi xin tiền bà con không hả ngoại? Xin tiền không đó con ơi. Đi cái người ta thấy già cả, người ta thấy con bệnh như người ta cho tiền. Ủa cô ở xin cơm ăn khỉ là thiện xin cơm không phải con không có tiền khổ. Người ta nói gì nè cả nhà. Tình mẹ dành cho con á không bao giờ mà phai được. Ừ. Có khi có những đứa con á. Con nó bỏ mình luôn á. Con nó bỏ mẹ luôn. Có người nó đem cái bà đi hôm nay đi mất kìa. Nó bỏ nó bả cạo đầu cọc lóc luôn, nó bả vô nhà trọ nó bỏ vô chùa. Ừ. Giờ nó đi lên lấy cái hình con, lên rồi, nó con đăng. Ngoại có ai nuôi ngoại không? Có còn có đứa con gái mà nó mặn đủ dây chồng nó sống mà bà tự mặn luôn á, hai bà chồng tự già. Lo luôn hả? Có hai chồng già ở bên tuốt bên chợ cây dương, tôi hỏi với nó rồi con đâu qua đây ở với con đâu là ngoại qua đây hả? Ừ. Trời ơi ở chỗ con thấy ông chồng của bà tám mấy tuổi rồi, cả cái nhà sàn cái lũng hết trơn cách hết trơn rồi, cái sạch hết trơn rồi mà chưa có mặn được. Mẹ phải lo cho con cả nhà. Ừ, có hai chồng già tám mấy tuổi
Rồi cho con hỏi đó bà, rồi chở chị nè đi bệnh viện nè, một tuần lễ mình đi bao nhiêu ngày bà? Một tuần, bây giờ mỗi lần 3 tuần, 2 tuần mới đi, giờ có 1 tuần là liên lần con. Trời đây ơi. Là tới bữa thứ tư nữa đi nữa. Chỉ cầm cự thôi hả bà? Ờ, cầm cự thôi đó con ơi. Bác sĩ có cho bà hay là... Cho hay thế? Luôn rồi, cho nhỏ này hay luôn. Cho hay sao bà? Nói bà trời, cái bệnh của có cô á, giờ là chiêu thuốc là cầm cự thôi chứ không có sống, không có trị được. Bà nghe tin vậy rồi cảm giác bà sao bà? Con gầu lắm đó con, mà đêm bà ngủ không được, nhớ tới con. Bà đi về bà ảnh đực chừng 3-2 bữa là bà móc giọt qua đây nữa. Bà có suy nghĩ là con gái của mình á, là mình nuôi từ nhỏ tới lớn mà đi trước mình, như kẻ tóc bạc tiễn phải tiễn kẻ tóc xanh. Bà nhờ nhớ tới cái điều đó là bà suy nghĩ sao bà? Rồi thương con với tội nghiệp con, biết sao giờ con ơi, khổ dữ lắm, già rồi giờ biết gì. Chị ở đây là muốn sống để lên lo cho con và lo cho mẹ, nhưng chị ở đây thì số của chị thì nó ngắn quá, chị nó ngắn quá hả chị? Chị suy nghĩ, chị có thấy mẹ mình lo cho mình cực khổ quá không chị? Sao chị kể cho em nghe coi. Mẹ lo hồi nhỏ tới lớn rồi giờ phải lớn rồi, có chồng có vợ mà cha mẹ còn lo tiếp nữa. Giờ chưa có trả hiếu cho mẹ được cái gì. Giờ phải đi. Mà lại bệnh rồi. Bệnh chị rồi là có đường hết không chị? Bác sĩ nói chị vô thuốc cầm kha thôi. Chị không có gì rồi. Một cái người mẹ 70 mấy tuổi phải lo cho một cái người con mỗi ngày. Con nói thì con. Dạ, được rồi ba. Ừ. Bà là nhà bà ở đây đó hả bà? Không, có nhà là của con gái nè. Dạ, ở bà với gái bà ở đây ha. Ừ. Rồi ở cái nhà lá nè quý vị. Thanh Trúc thấy là thời buổi này bây giờ xảy ra nhiều việc luôn. Rồi thường ngày đó bà làm gì bà lo cho con gái bà? Rồi bà cũng đi xin ta, cái bà có bằng gì là cái giò bà lao đi xin, ai cho thì lấy tiền nó mua cho con nó ăn. Yeah. Một lần bà hai chồng già thì có chồng ba cái về rồi muốn với xong á. Giờ nó trôi mẹ hết rồi. Bây giờ không ở nhà mà đi xin. Chị gái ở đây nè quý vị. Còn trẻ tuổi mới có 47 tuổi thôi. Bệnh này phát ra bao lâu rồi chị, mấy năm rồi chị? Mới phát hồi năm rồi năm nay à. Mà nó dữ dằn vậy đó hả? Dạ. Trời ơi. Sao thường mình không đi khám bệnh thường xuyên rồi lấy thuốc uống chị? Ủa vậy mới nó không đi khám nó mới biết ra bệnh đó. Đi khám bệnh sao mà nó nhức mỏi không à. Đi khám bệnh rồi bắt đầu bác sĩ khám không ra, tới ra thì qua ung thư rồi. Ừ, khám nha, có mình nó đi siêu âm này kia đầy đủ không? Dạ, đi khám. Tổng quát á. Có giấy luôn mà. Mới biết bệnh. Ừ. Có giấy cho mày. Ừ, được rồi ngoài, được rồi ngoài. Bây giờ là phải ngoại là phải 78 tuổi phải đi xin tiền và để lo cho cô con gái. Rồi đi xin của bà con hoài gì đó không ạ? Ừ, cái nói con mình bệnh gì người ta cho rồi mà lo mua cho con ăn với đi ấy thuốc, rồi còn dư thì vô thuốc rồi. Có khi nào ngoại nói là con khuyên con là đừng có suy nghĩ nhiều quá. Ừ, bà cũng nói con ơi, con vô tư đi đừng suy nghĩ gì nữa, cũng khuyên với con như lắm đó, mà con nó cũng nó nhớ lại vụ mà người bác sĩ nói vậy nên nó cũng buồn. Nhớ sao chị? Bác sĩ nói sao chị? Bác sĩ nói là chỉ vô thuốc cầm kha thôi, không có sống đâu. Vậy nó nhớ cái nó khóc. Tội nghiệp con. Trời ơi. Nó lo cho mình, mấy giờ mình không lo được cho con. Thằng thứ tư này hiền khô, nó đi biển. Rồi thằng con nói, mẹ ơi, mẹ mà chết rồi, sao không sống với ai? Mấy thằng con nó hiền. Mẹ đừng có chết nha. Cái thằng trai tư nói vậy. Một người phụ nữ đó nha. Một phải bà lão nè, phải đi xin tiền để trị bệnh cho con. Có khi chị suy nghĩ, có khi là chị muốn đi cho nó nhẹ, không ai lo chị nữa không? Chị có suy nghĩ điều đó không? Hay là chị muốn suy nghĩ, muốn cố gắng sống?
cố gắng suy nghĩ ra là sao mà trời phạt gì đổ cho chị, cho tôi sống rằng tôi lo cho con tôi đừng chết, chết cái thằng kia nó không biết sao nó sống. Nhưng mà cái số trời đó nó đưa mình như vậy rồi chị. Dạ. Mình đâu có cãi lại được. Chuyện mà luật nhân quả đều cũng phải xảy ra. Dạ. Ngoại thấy con gái như vậy rồi đau lòng không ngoại? Đau chứ. Thấy nhiều khi con gái mình nó khóc rồi ngoại thấy sao ngoại? Đau lòng gì lắm giờ cũng phiền con hay giờ vô tư thì chứ biết sao giờ mẹ cũng đâu có biết làm gì được đâu. Không có con nào mà giống con của cái người phụ nữ này. Người phụ nữ này nói một cậu con trai chở tôi tới bệnh viện xong rồi vứt bỏ tôi ở bệnh viện xong rồi lặng lẽ bỏ tôi đi, mà trong khi đó ở Sài Gòn cậu con trai chở tôi tới bệnh viện xong rồi bỏ tôi đi luôn. Nghe tin như vậy người phụ nữ này ngã ngang và xỉu và xúc động thì người mẹ kêu la quá trời luôn. Sự việc như thế nào Thanh Trúc mời cô chú theo dõi gõ video. Bệnh gì đó bớt ơi tức vậy trời ơi trời ngoại đứng chữ nói bà già sao bà không chết chứ gọi lên bà sống gì xung quanh trời trời. Ờ, dâu thứ hai chữ con dâu nói vậy luôn hả dâu chị? Chữ nhỏ này nè mà bà bên kia nó đi lên nè nó thôi nhau rồi mà nó còn ở nè cái rồi đây cái tập bộ nhà cho nó nói nha mẹ già sao không chết nhưng mà sống hoài trời. Cái bà nói phải bà hôm nay mẹ tao hỏi mẹ cái sắm đồ cho con dâu trong nhà ăn gái tao được miếng gì mày đập quầy à nó quậy luôn hả nó quậy luôn nó đập luôn con dâu á trời ơi trời nó đứng ông xui bánh trong nhà bánh ông nói trời ơi mày làm gì đập đồ chân đồ già mà không chịu chết để sống chi trời trời ơi con dâu mở gũa gì á con dâu đập đồ ừ đập rồi chữ bà già luôn ừ. Mẹ già sao không chết thì sống gì à sao kỳ con dâu kỳ á chị có làm gì phật lòng nó không làm gì không dám nói động nó mà sao mà thằng út nó bỏ em đi vậy nó chở em bệnh viện rồi nó bỏ luôn bỏ, bỏ mẹ luôn á kỳ tên út bỏ út á nó chở mẹ ra bệnh viện cái hỏi ai sao con ở con nuôi mẹ bà ngoại mẹ con khám tao nói cái gì đó không biết nó vô thuốc gì đó bây giờ con đi rồi kỳ tội bà bên chú bên kia bà có nghe đâu bỏ đi luôn con trai chở mẹ bỏ nhà thương luôn con trai trai út bỏ bà bỏ mẹ mà nhà thương con trai chở mẹ lên bệnh viện bỏ luôn xong rồi bỏ mẹ luôn giờ nhớ thằng đó khóc hoài sao kỳ giờ có liên lạc được không ngoài có liên lạc được gì được hết trơn nó có đứa con à có cái đó có con nhưng mà chở mẹ lại bệnh viện rồi bỏ bệnh viện kỳ tội sao đành lòng dữ vậy ngoài ai biết nó đành lòng dữ có bữa khóc luôn thấy tội nghiệp con nó nằm giờ con hỏi con ăn gì nó mẹ không có tiền lấy gì ăn nhịn ăn đi thèm cái bánh xèo cũng dám ăn không có tiền người ta cho rồi nó thèm không ngoài nó thèm bữa không cái mẹ bà kia cho mẹ tiền cái mẹ đi về con nhỏ em nó đổi cái năng mà ăn chú ăn được nhiêu cái một ăn không hết nữa hỏi sao không ăn ôi con không ăn nhiêu mà nghĩ nghiệp con nó thèm rồi mấy bà kia cũng ăn ủi bà nó thôi con dễ đòi ăn gì con bà mua cho ăn đi tội nghiệp khổ khổ dữ lắm cho ăn đi có khi nào ngoại thấy con gái của mình mà khóc tâm trạng khóc hoài đó ngoại có ăn ngủ chứ không ngoại trời ngoại cũng ăn ngủ nói con ơi vô tư đi giờ mẹ tao biết gì thôi giờ mẹ cũng như con thôi gắng lo cố gắng mình đi vô tư đi sống với con với mẹ đâu chứ à. Một người mà mình hiện tại bây giờ nè mà phải sửa soạn phải mất một người mất đứa con đau lòng lắm chứ ở con nuôi bốn mấy năm bốn mươi mấy tuổi trên đời ở chưa ở gì nữa giờ con đi bỏ mình nữa hả hôm ngồi nói gọn xô mẹ con chết rồi mẹ hỏi với ai trời ơi rồi đêm hôm tự nhiên nói chứ bà không có hỏi gì chứ ngoại thấy sao hoàn cảnh thì ngoại thấy buồn thấy con nói gì tức ruột luôn á ngồi đây ngủ hai mẹ con ôm mày giỡn cái nói con chết rồi mẹ hỏi với ai biết hỏi với ai thì ở đại chứ giờ sao con chết thì mẹ biết làm gì vậy khổ lắm con ơi ngoại có suy nghĩ là mà con của mình nó xảy ra cái sự bệnh như gì không ngoại ai cũng trên đâu có biết đứa con nó đau gì đâu ai giờ nó đau bệnh gì đó mẹ điện đi khám thì nói mình tưởng cũng dai mà ung thư gì thường thôi bây giờ tới tuần cuối luôn rồi con mổ con lấy cái xương này ra nè mổ lần đầu tiên mổ từ đây trên này nè lấy cái xương này ra phải không cái nó lấy cái xương này ra rồi cái mổ tới đây nè con xuống tới cái nách luôn giờ cái tay lung đi nè bằng lượng cá bằng gì không bằng lượng gì hết
Trời. Nhỏ đó, đó. Rồi bà thì cái tay gì này cũng bằng đại cho con ăn chứ sao giờ. Khổ lắm. Giờ cũng mơ ước có tiền đi đi trị bệnh cho con. Cái nhà thì không có ở. Đi xin mỗi ngày hả bà? Rồi bà lên bệnh viện ngày nào bà cũng đi xin đó, cho người ta xin cho cơm ăn, ở người cho tiền mua cho con ăn. Rồi các bà mấy người thấy bà tội nghiệp á, rồi bà ăn uống gì vô đi, bà đi nuôi mà bà không ăn uống mất sức luôn á. Nếu mà bà thì năm nay bảy mấy tuổi rồi. Ừ. Nếu mà ai cho bà một cho con bà một số tiền về bệnh là bà sẽ đánh đổi bất cứ thứ gì hả bà? À. Như thế nào bà? Bà cũng cảm ơn mấy chú tiếp cho bà xin tiền nuôi cha con cho được ngày nào bà mang ơn dữ lắm con. Có tiền trị bệnh cho con. Rồi bây giờ hồi đó giờ là tiền đồng tiền trị bệnh cho con gái bà thì sao? Trời ơi, cái thằng thứ tư nãy giờ nó lo con. Con hỏi nữa kìa, rồi ngoài ra còn cái tiền nào đi xin bà con hay sao? Đi xin bà con, có người người ta cho, rồi có người ta không cho, mấy người ta nói không có tiền lấy gì cho. Đúng rồi, dạ, đúng rồi, cũng tiền thôi. Dạ, người đi xin ta nói không có tiền, ta không cho. Chị, trong mình của chị thấy sao rồi? Mệt á, ăn uống có bữa mẹ nửa chén cơm không ăn. Vậy là mình chị có bò ăn đều đều hay là mình bỏ ăn rồi? Có khi không ăn được, ói quá không ăn, bởi khi đau quá nhập viện luôn. Nhức hay gì vậy? Nó nhức dở không lên mà nó mệt chứ. Trời ơi. Rồi bữa hôm chở ở đây nè chú biết không? Giá mà làm viện mấy ngày giờ tiếp hơn mà giá này nè. À, mãi mấy bữa luôn. Tưởng đâu đi hả? Tưởng đi vậy đó trời. Cả bà sẽ bên bển bà qua đâu kịp đâu. Đi xe bằng đêm luôn á. Rồi chở cái giá là đi cái cầu thang mà nhà thương bú mẹ đó. Nó đâu có cái thang lên đâu con. Khiêng bằng băng ca đi lên trên đó. Rồi con ca nhà thương nó thấy vậy khiêng cái băng ca để lên. Để rồi bún. Mấy ông đó người ta khiêng người ta ăn tiền á con. Mình có tiền như cho ta ăn 200 ngàn. Còn mấy người có tiền 400-500. Khiêng bằng băng ca lên trên cái lầu là khám á. Vô thuốc. Rồi mà ấy ý là phải chậm nó chết chết rồi con. Nói mà khi lên đó nó đi xa lắm đó. Con thấy khổ dữ lắm con ơi. Tình mẹ dành cho con. Mẹ cái bà dò cẳng bà điểm nổi nên mà gắn nuôi con. Bỏ đâu giờ con sanh ra được tạo rồi con phải lo cho con. Rồi là cuối thì biết sao vậy. Con cái bệnh này đâu ai biết được hả bà? Bà đâu có biết được con. Nhiều khi bà với con gái có tâm sự với nhau không? Cũng có tâm sự con đồ kia nói với con đồ. Gắng cố gắng đi con ơi, bây giờ mẹ cũng biết làm sao. Trời ơi, gì vậy? Cái thằng mẹ con muốn tiền, gần tới đi khám bệnh chưa có tiền nữa. Đây bằng đêm về cả triệu bạc đó. Không ăn luôn, xin cô ăn từ thiện luôn. Rồi khổ lắm con ơi, đi có bữa mẹ con khát ly nước còn tiền con để tiền đi xe lên trên khám bệnh mỗi lần mổ vậy đó. Bà có mấy người con chị? Em hả? Dạ. Em có 4 người mà thằng Út nó bỏ em đi vậy. Nó chở em bệnh viện rồi. Nó bỏ luôn, nó bỏ mẹ luôn á. Kỳ tên Út bỏ. Út á, nó chở mẹ ra bệnh viện cái hỏi ai sao con không ở con nuôi mẹ. Bà ngoại mẹ con khám tao nói cái gì đó không biết nữa, vô thuốc gì đó. Rồi giờ con đi rồi. Kỳ tội. Bà ở bên chú bên kia bà có nghe đâu. Bỏ đi luôn. Đi luôn á. Con trai chở mẹ. Bỏ nhà thương luôn. Con trai. Trai Út bỏ bà, bỏ mẹ mà nhà thương. Con trai chở mẹ lên bệnh viện. Dạ. Bỏ luôn. Xong rồi bỏ mẹ luôn. Bỏ luôn. Giờ nhớ thằng đó khóc hoài. Sao kỳ, giờ có liên lạc được không ngoài? Có liên lạc được gì được hết trơn. Nó có đứa con à. Có, cái đó có con. Ừ. Nhưng mà chở mẹ lại bệnh viện rồi bỏ bệnh viện. Kỳ tội. Ừ. Sao đành lòng dữ vậy ngoại? Ai biết nó đành lòng gì đó. Rồi mấy anh nó nói mày không về thăm mẹ mày mà không về thăm mẹ mày, mẹ có gì là mày về tao chặt cái đầu luôn. Sao còn kỳ chị? Không biết sao em khổ. Chở chị lại bệnh viện con trai chị. Con trai. Bỏ luôn. Bệnh viện Sài Gòn. Thằng nó không có xe chạy. Kỳ trời. Mẹ đi 1 triệu người ta chết xe cho 2 triệu bạc cái nó ra bệnh viện bỏ nhà. Mẹ chạy xe luôn. Một người phụ nữ này cả nhà. Bị con á. Chở đi bệnh viện. Bỏ luôn. Xong rồi bỏ ở bệnh viện mà bỏ ở bệnh viện Sài Gòn. Sài Gòn ông Phú cho nó. Bỏ cho nó.
Sao con người con nó gì kỳ vậy trời? Bởi vì bà mới nói. Bỏ luôn. Con chở mẹ lên bệnh viện rồi quăng bỏ ngay bệnh viện luôn. Rồi đi luôn. Rồi có nói gì chị không? Nó không có nói hết trơn á. Rồi nó đi bỏ bệnh viện, nó nói ừ mẹ ơi con đi mua đồ, rồi bắt đầu nó đi luôn. Đi mẹ nó nhà mẹ nó đợi. Rồi chị ở trên chỉnh rồi chị sao là làm sao chị sống? Gửi người ta mua cho. Người ta mua người ta cho. Có tiền không? Có cái bà đó bà cho tiền. Trời ơi. Nó bỏ mẹ con phải không? Bỏ mẹ luôn. Rồi từ đó tao bỏ rồi bà lên nuôi tới giờ luôn á. Bỏ chưa bỏ, mãi dám bỏ mẹ luôn. Kỳ tôi chở mẹ lên Sài Gòn rồi quăng ở bệnh viện. Phải nói câu giả từ nuôi không nổi thì nói. Ờ nói mẹ giờ con nuôi mẹ không được, mẹ nuôi lên đi. Không nuôi, bỏ luôn. Cái người con nó gì kỳ vậy? Bởi vì bà mới nói. Rồi ngoại bà có liên lạc cháu, người cháu đó không? Liên lạc không được, nó không điện, nó tặng cái chặn cục cởi luôn. Chặn hết luôn hả chị? Chặn hết trơn. Một người con trai út. Phải lo cho hôm bữa là sự việc là đi xe con hay gì? Đi xe con. Đi lên tới đâu chị? Đi tới Sài Gòn, ông bố hai chứ. Dạ. Dạ. Rồi. Rồi tới đó. Dạ. Tới đó còn lội vô. Tới miền Tây. Rồi nó miền Tây mới lội, mới đi xe vô tới đó mà lội vô hả chị á? Xả chị rồi người ta hẹn tới ngày xả chị vô, xả chị rồi nó nói mẹ vô xả đi, con đi mua đồ cho mẹ. Đi luôn. Mua đồ ăn cho mẹ rồi nó đi luôn. Chị đợi bao lâu? Đợi tới chiều tối luôn mà không thấy con lại. Sợ không đâu. Rồi bữa sau luôn hả? Dạ, tới mấy bữa sau, tới bây giờ luôn, cũng mấy tháng rồi. Gần năm rồi, không thấy về. Điện thoại. Nhớ mà, nhớ con nó khóc hoài luôn á. Con trai út có thương quá như lắm mà nó bỏ đi luôn. Con trai út mà thương dữ lắm, thương con dữ. Thương mà chở mẹ vô bệnh viện qua bệnh viện trời. Thôi lên cấp nữa. Vậy được rồi. Tức rồi. Tức tối. Con. Chị nó có làm gì cho chị buồn không hay là chị làm gì cho nó buồn không? Mà sao mà nó chở chị đi bệnh viện rồi nó quăng bệnh viện luôn rồi trời. Bỏ luôn đi. Con vợ nó đẻ bụng tôi mà lo cho vợ nó đẻ lên hoàng rồi con vợ nó cũng bỏ đi luôn. Kỳ trời, nhất là con trai ruột chở mẹ vô bệnh. Con dâu cũng bỏ đi luôn, con dâu cũng bỏ đi luôn. Con trai ruột chở mẹ vô bệnh viện, quăng mẹ trong bệnh viện rồi xong rồi bỏ mẹ luôn. Tới giờ con dâu cũng không điện hỏi thăm mẹ mình chết không gì hết. Nó không hỏi tới luôn. Có dâu thứ hai gì nó chữ nói bà già sao bà không chết chứ gọi lên bà sống gì chung hoài. Kỳ trời. Dâu thứ hai chữ con dâu nói vậy luôn hả dâu chị? Dâu chữ nhỏ này nè mà bà bên kia nó đi lên nè nó thôi nhau rồi mà nó còn ở nữa. Cái rồi đây cái tập độ nhà cho nó nói mẹ già sao không chết mà sống hoài trời. Cái bà nói phải bà hôm nay mẹ tao hỏi mẹ có sắm đồ cho con dâu trong nhà ăn gái tao được miếng gì mày đập quầy à. Nó quậy luôn hả? Nó quậy luôn, nó đập luôn con dâu á. Trời ơi trời. Nó đứng ổng xui bánh trong nhà bánh đó ổng nói trời ơi mày làm gì đập đồ chân đồ. Già mà không chịu chết để sống chi trời. Trời ơi. Con dâu mở gỗ gì đó. Con dâu đập đồ. Ừ, đập chữ bà già luôn. Ừ. Mẹ già sao không chết để sống gì à? Sao kỳ con dâu kỳ á chị có làm gì không phật lòng nó không? Không làm gì đó. Không dám nói động nó nữa. Mà sao chữ chị dữ vậy trời? Bữa đó ai cũng nói chứ. Nó phải bà hôm nay bà thấy cảnh nó chửi bà chửi mà con bích chửi theo lệnh xong rồi chửi tù lưa hết trơn luôn hả? Chửi tù lưa. Ban đầu nó chửi ông nội nó không à? Ông nội chồng hả? Ông nội chồng mới nói nó chửi lúc đó, nó chửi rồi chút xíu em nhập viện luôn á. Vậy mà nó không ra thăm luôn á trời. Nó không hỏi mà nó còn chửi rồi nó không nói trời dạ chết chết mẹ hay sao không chết trời sống hoài trời. Ai gần chết rồi mà còn không giữ. Em tức quá. Tức mà nó không nói gì cho con. Không có nói động con. Mà nó chửi. Cái đất này là chị sống ở bên chồng hả? Đất này đất của nhà nước. Nhà nước ấy. Còn bên chồng chị là bên đó đấy ha. Dạ. Còn qua lại bình thường không? Qua lại. Ừ. Ông bà thương lắm. Ông bà thương lắm mà điều cái ông bà cũng nghèo nuôi ông bà nội nó còn nuôi ba đứa cháu ngoại nó khổ. Mà con dâu sao tự nhiên mà lại nó lại nhà chị nó đập đồ và lại là nó chửi chị là sao? Chị kể chị sự việc đó cho em nghe. Cũng như thằng trai em mặn. Không không
không có tiền, thằng đó nó có bị bệnh nữa, bị tim, tim bẩm sinh. Hồi nhỏ Đại Vĩnh Long cũng là hỗ trợ cho mổ, mà nó nặng không có nổi, nên nó khùng khùng lắm. Bây giờ nó khùng khùng, nó đi biển mà không biết sống chết ra sao nữa, nó không có điện về luôn. Giờ nó quậy ha. Thôi đến đây khóc hoài như thế này. Rồi con dâu vô nó quậy hay gì? Dạ, con dâu lớn vô nó quậy, nó chữ lộn nữa hơn đó. Thằng lớn nó nặng lắm, nó nồi đâu. Trời ơi, rồi con thằng nó bị tim nữa. Rồi con trai rồi xong rồi con trai chở mẹ ra bệnh viện, quăng mẹ ở bệnh viện luôn. Quăng luôn. Đau lòng quá cả nhà. Đau lòng dữ lắm trời. Sao kỳ vậy ta? Nó vô thằng cháu quá, hừng dâu quá. Sao kỳ không biết. Trời, con dâu cũng như con gái thôi. Không có nói, nó cũng thương nó mà nó bỏ mình đi luôn. Trời ơi trời. Sao thấy cái tình trạng mà. Con thấy khổ lắm. Ngoại thấy con cháu của ngoại mà sao sống đời kỳ vậy trời. Bởi vì bà mới nói. Thứ nhất là tội đâu mà đã bệnh đó là muốn đi rồi. Thứ nhất là mẹ nè. Ừ. Thứ nhất là bệnh không có tiền phải đi xin mọi người. Thứ hai là con dâu quậy đồ chữ mẹ chồng. Xong rồi đó, rồi tới con ruột chở mẹ vô bệnh viện rồi quăng bỏ bệnh viện luôn là không lo gì nữa. Không quăng luôn. Sao chị đâu mà vô phước dữ vậy chị? Chị vô phước quá chị. Khi vẫn muốn chết rồi mà tội nghiệp với thằng trai tư. Nó lo, mà nó nói mẹ ơi gán đi, con đi biển, con lo cho mẹ. Nó mượn tiền trước người ta rồi nó đi thôi. Dạ. Ngoại ơi, con bữa nay nè, con lại đây á, gặp ngoại cũng là một cái duyên. Với lại với chị gái, em gửi đầu tiên là 500 ngàn nè, để mua thuốc hay là mua sữa gì đó cho chị chú. Ha. Dạ, cảm ơn nhiều. Tiền 500 ngàn này á, là tiền cá nhân của em. Dạ. Xin gửi cho chị. Dạ. Một lần nữa em cũng cảm ơn cô chú anh chị đang xem video và dạ, chúc cho bà ngoại nè, dạ, với chị thật là nhiều sức khỏe ha. Dạ. Được rồi, đúng rồi. Rồi cái tài là vậy đó. Cảm ơn chú. Cảm ơn mấy tài trợ nha. Dạ được.